Vừa rồi cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của chúng ta có trùng xuống không? Có nhụt chí không? Thì tất cả ý kiến các đồng chí phát biểu cũng như trong báo cáo khẳng định là chúng ta không chững lại, không trùng xuống, ngược lại càng ngày càng quyết liệt, càng có hiệu quả, có sức răn đe lớn và cho chúng ta thêm nhiều kinh nghiệm. Và cái cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của chúng ta cũng cứ từng bước chứ không phải ngay từ đầu ta làm được ngay. Cũng phải trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu nhiệm kỳ, dần dần nó mới có được nha. Ta không tổng kết dần từng bước thì sắp tới ta tổng kết ta làm tiếp. Và đến bây giờ, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của chúng ta gần như đã trở thành phong trào, thành xu thế. Không thể cưỡng lại được cơ mà, có đúng không ạ? Mà bây giờ người ta rất là tán thành ý kiến này. Thành phong trào quần chúng chứ không phải chỉ là có mấy người này làm, không phải các cơ quan chức năng đi làm. Thế mới là thành công, mà chúng ta phải vươn tới cái đó. Đấy. Mà đây là cuộc đấu tranh vô cùng lâu dài, phức tạp, khó khăn, thời đại nào cũng có. Và nó sẽ còn có chứ chưa hết được đâu. Nó hết được cái này nó lại nảy sinh cái khác. Cho nên phải luôn luôn tổng kết, rút kinh nghiệm để chúng ta làm tiếp. Chúng ta làm mà có kết quả thật, chứ không phải chỉ nói suông. Trước kia bảo tường không thu hồi được tiền nữa lẽ. Phần đông là án treo, đầu khóa này, chúng ta nói mãi này. Bây giờ thu đến như thế này mà vẫn chưa hết, chưa ăn thua gì. Còn phải tiếp tục làm chứ. Mà đây là cái hướng rất đúng, chứ không hề sai. Phải không? Không phải là cốt đi tù, đi tội, cốt thu được tiền, thu được của cải, được ruộng đất và tác động giáo dục, răn đe, ngăn ngừa, cảnh tỉnh để cho người khác không vi phạm. Mục đích của chúng ta là như thế mà. Và tất cả các trường hợp bị xử lý đều tâm phục, khẩu phục, ăn năn, hối lỗi, xin lỗi Đảng, Nhà nước, xin lỗi Tổng Bí Thư. Thế thì có phải là chúng ta chỉ cốt đi xử mới đi đánh người không? Tất cả cái đó nó nói lên cái gì? Bằng chứng rất là cụ thể. Mà thu tiền đâu dễ. Bây giờ thu như thế đấy. Riêng ông Bắc Son ông nộp là 3 triệu đô la. Thế cái vụ AVG hơn 8.000 tỷ. Thế từ xưa đến giờ đã bao giờ làm đấy chưa? Cái này cũng rất lớn. Mà đây là cái yếu lâu nay. Nhưng lần này chúng ta khắc phục được. Mà lần trước đều nói là mất tài sản. Anh chỉ có xử thế thôi, tuyên bố thế thôi. Vân vân. Cho nên để chứng minh rằng chúng ta không trùng, không dừng, không nghỉ, nhưng mà cũng không quá đà, mà rất nhân văn. Mà rất mừng ban chỉ đạo lần này. Các đồng chí thấy sinh hoạt có đều không? 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, lập các đoàn kiểm tra, về báo cáo, lại rút kinh nghiệm, có gì lại phối hợp với nhau. Họp thành từng nhóm, phải tổng kết chứ, đây là những kinh nghiệm làm hay. Dù ý kiến cá nhân có thể khác nhau, nhưng đã đi đến cái vụ việc này là phải vì lợi ích của tập thể, quy chế để phục vụ cho cái việc làm này. Tôi cho đây là kinh nghiệm rất hay và sắp tới, khóa tới phải làm tốt hơn nữa, phải bổ sung. Và từng đồng chí trước hết phải đặt mình với cương vị là một cán bộ của Đảng, được phân công làm nhiệm vụ tư pháp này, làm nhiệm vụ này. Tôi nói lại không được cua cày càng, cá cậy vây. Không được vì dính líu một tí gì cá nhân mình với ai, rồi đến lúc là méo mó, lệch lạc nó đi, là không được. Cái đó là tuyệt đối cấm. Mày nào đã như thế thì đừng ngồi vây đó. Phải chọn người vào đây cũng phải gương mẫu, phải xứng đáng, phải trong sáng. Phải phối hợp, phải với tinh thần như vậy. Dù ý kiến mình có khác đi chăng nữa, nhưng ra tập thể đa bàn đã thống nhất là phải làm quyết định. Tôi muốn nói sâu cái chỗ này, đây là kinh nghiệm đấy. Một bài học sâu sắc đấy, nói là làm. Mà mỗi bây giờ hình như thành ra một cái nếp rồi, dân người ta cứ thấy ủy ban kiểm tra mà họp cái này là chờ kết quả đấy. Chờ xem công bố thế nào đấy. Tòa án xét xử nghĩa là người ta lại chờ xem thế nào đấy.
dân ta ủng hộ đến mức như thế, đấy không phải là tò mò, đấy là một sự khao khát, một sự ủng hộ, mà một sự đòi hỏi chúng ta phải làm cho tốt. Cho nên phải công khai là vì thế. Phòng chống tham nhũng ngay trong các cơ quan phòng chống tham nhũng này. Nếu anh nào ở đây vi phạm thì phải xử nặng hơn ở người ngoài. Anh là người đi phòng đi chống tham nhũng mà anh lại va vào đây, anh bênh che, anh tìm mọi cách anh này thế nào đó để lọt tội phạm, tôi xử anh nặng hơn ở người bên ngoài. Quy chế phải đề nặng như thế đi. Phải coi như nội quy, quy chế làm việc thì với tinh thần đảng, với tinh thần cán bộ của nhà nước mà được trao cái nhiệm vụ này, có phải ai cũng được làm đâu. Khối người muốn làm, nhưng mà cũng khối người không thích làm, là vì cọ sát, va chạm, cũng rát mặt lắm. Nhưng mà phải có gan, phải có dũng khí, vào đây ngồi đây là phải dũng khí, mà là phải mưu lược nữa chứ. Tôi nói là mưu lược chứ không phải là mưu mẹo đâu nhé. Phải tầm cỡ mưu lược, bàn bạc thống nhất với nhau, nó đã đồng lòng nhất trí thì làm được thôi, quyết tâm được.